Dolan F. Roxin là game mô phỏng lấy cảm hứng từ siêu phẩm Animal Roxin đang được cộng đồng game thủ quan tâm. Nổi bật với đồ họa 3D cùng dàn nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu, khung cảnh vương quốc thần tiên cùng những giai điệu nhẹ nhàng từ nhạc nền đã tạo nên một bầu không khí cực kỳ dễ chịu cho game thủ. Tại vùng đất thần tiên, người chơi sẽ được tự mình tạo nên nhân vật chính theo ý thích của mình ngay khi bắt đầu game. Các NPC sẽ hướng dẫn các nhiệm vụ đầu tiên cho bạn làm quen và không cảm thấy bỡ ngỡ. Game thủ sẽ được tự mình xây dựng nên vương quốc thần tiên theo ý thích và mời những người bạn cùng đến chung vui. Ngoài những nhiệm vụ hàng ngày, game thủ sẽ được hóa thân là một người nông dân đúng nghĩa khi phải làm những công việc nhỏ nhặt nhất từ cuốc đất, trồng cây và cuối cùng là thu hoạch nông sản. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo nên một trang trại nuôi gia súc rộng lớn và nhìn chúng phát triển từng ngày. Khi rảnh rỗi, người chơi có thể kết giao thêm bạn bè cùng những cư dân của vương quốc, hoàn thành nhiệm vụ hoặc tặng quà cho họ để tăng điểm gắn kết. Đôi khi họ sẽ cho bạn một món quà cực kỳ quý hiếm hoặc một chú bé dễ thương để cùng đồng hành với mình. Nhìn chung có thể thấy được với không khí dễ chịu và thư giãn của game mang lại, bạn sẽ có được những khoảnh khắc giải trí nhẹ nhàng mà khó có thể tìm thấy ở những tựa game khác. Nếu bạn đang tìm một tựa game để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, thì đây là lựa chọn hợp lý.